chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm một ly sữa chua nhãn rất là ngon, đơn giản tại nhà. Bạn nào cũng có thể làm được cái ly sữa chua nhãn này hết á. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình thì mình sử dụng đây là nhãn tươi, và hôm nay mình sử dụng với các bạn khoảng 20 trái nhãn. Rồi tiếp theo là mình cần là 200g sữa chua không đường ha, và 3 muỗng canh sữa đặc. Thêm vào đây nữa là đá lạnh, mình đập cho nó nhỏ ra. Và chỉ cần 4 thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ làm ra được cái ly sữa chua nhãn rất là ngon cho gia đình của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm liền cái ly sữa chua nhãn ngày hôm nay. Và bây giờ nhãn này nè các bạn, bây giờ mình sẽ lấy ra 20 trái và mình sẽ lột bỏ cái vỏ nhãn đi. Đó, mình sẽ tách bỏ cái vỏ đi, mình lấy cái cơm của cái trái nhãn nè. Rồi bây giờ mình dùng một con dao nè các bạn, mình sẽ cắt như thế này và mình sẽ lấy bỏ cái hạt của trái nhãn ra. Rồi mình đã lột vỏ xong, bây giờ mình chỉ cần mình tách bỏ hạt thôi các bạn. Và trong 20 cái trái nhãn này thì các bạn lấy ra 14 trái, mình chừa lại 6 trái để chút xíu mình trang trí lên cái ly của mình á, cho nó đẹp phía trên á. Còn lại là 14 trái thì các bạn mình sẽ tách bỏ hạt như thế này ha. Và khi mà đến mùa nhãn á các bạn nên làm cái ly sữa chua nhãn này uống đi, rất là ngon. Người lớn và trẻ em đều sẽ thích cái món này vì nó ngon lắm các bạn. Và mình làm thì nó đơn giản nữa. Đó, nhãn hôm nay mình mua được á, nó rất là ngon, nó dày cơm nè. Bây giờ mình bỏ hạt này đi. Rồi mình đã tách xong hạt nè, mình chừa lại bên phía bên cái chén phía bên đây á, thì là 6 cái trái nhãn còn hạt. Đó, 6 trái để mình trang trí nha. Rồi bây giờ là 200g sữa chua không đường nè các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh sữa đặc. Mình cho hết vào đây. Rồi bây giờ mình dùng cái muỗng mình quậy đều lên để cho sữa chua và sữa đặc nó hòa quyện với nhau nhé. Rồi như vậy là xong rồi nè các bạn. Mình quậy đều rồi. Rồi hôm nay nguyên liệu của mình sẽ làm được 2 cái ly sữa chua nhãn. Thì mình chuẩn bị 2 cái ly nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đá lạnh vào trong ly này. Các bạn cho vào đây khoảng 2/3 ly thôi. Đó, mình sẽ cho từ từ vào hết 2 ly ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái sữa chua và sữa đặc mình trộn chung đó các bạn. Mình sẽ cho mỗi ly phân nửa ha. Đó, mình chia đều ra thành 2 ly của mình. Rồi bây giờ 14 cái trái nhãn đó các bạn, thì mình cũng sẽ chia ra làm 2 luôn, mỗi bên phân nửa ha, mình cho vào 2 ly luôn. Rồi bây giờ mình dùng muỗng nè, mình trộn đều lên để cho cái nhãn của mình á, nó trộn lẫn với sữa chua và đá lạnh của mình á. Rồi sau khi mình trộn xong thì mình sẽ cho thêm đá vào để cho nó đầy cái ly của mình lên luôn. Rồi bây giờ mình làm cái ly kế bên luôn nè các bạn, làm giống như vậy ha. Mình trộn đều lên để cho nhãn nó xuống phía dưới nó trộn chung với sữa chua của mình. Mình đã trộn xong nè các bạn, bây giờ mình sẽ cho mỗi ly là 3 cái trái nhãn phía trên mặt như thế này để mình trang trí cho nó đẹp mắt á. Rồi mình sẽ cho mỗi bên thêm một cái nhánh lá bạc hà lên như thế này để mình trang trí cho nó đẹp đẹp, nó xinh xinh cái ly của mình.
Và như vậy là hai cái ly sữa chua nhãn của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Mình bỏ thời gian ra vài phút thôi là mình được hai cái ly rất là ngon, uống rất là tuyệt vời, rất là bổ luôn. Người lớn và trẻ em đều sẽ rất thích cái ly này. Và nếu như các bạn nào mà thích cái ly sữa chua nhãn của mình ngày hôm nay á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cái chia sẻ của mình, để các bạn có hai cái ly sữa chua nhãn thiệt là ngon ha. Mình chúc các bạn làm thành công.